có một người đàn ông bảo tôi phụ nữ như một điều thuốc, hút xong rồi vứt đi. Chắc anh ta từ bụng một người đàn ông sinh ra, chứ không phải từ bụng một người phụ nữ đã vất vả trinh tháng chịu đau đớn. Chắc anh ta cũng không có chị gái hay là em gái nào cả thì mới có thể dám nói như vậy được. Trong luật Hồi giáo của mình nói rằng thiên đường ở dưới chân của người mẹ chứ không phải là người bố. Dù là người chị hay là em hay là vợ hay là người yêu đều là phụ nữ hết cả. Tôi chẳng bao giờ tin là có một ngày dành riêng cho người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng là ngày nào cũng là người phụ nữ, ngày nào cũng là người mẹ, ngày nào cũng là người vợ chứ. Tôi thật sự khẳng định rằng là ngày nào cũng phải là ngày của phụ nữ. Những ngày lễ này mang tính chất kinh doanh buôn bán, bàn hoa hay là quà tặng hay là đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Có chắc rằng là người phụ nữ của mình cần nhất là hoa hay là quà tặng hay là tiền bạc để trí nhớ đến họ vào một ngày mà thôi. Nếu như mà thật sự trân trọng sự có mặt của họ trong cuộc đời của mình thì tôi nghĩ rằng là sự có mặt của các anh trong bữa ăn của gia đình có khi sẽ làm họ hạnh phúc hơn thay bằng những buổi nhạo nhẹt hay là lang thang trong các quán karaoke. Tôi nghĩ rằng là sự chăm chỉ lao động và chịu khó kiếm tiền để có một tương lai tốt đẹp cho cả gia đình có khi sẽ làm họ hạnh phúc hơn thay bằng những cái buổi chơi game, xem đá bóng hay là chơi lô đề hay là đánh bạc. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người đàn ông trưởng thành và luôn luôn nghĩ đến gia đình. Và không có nghĩa là tôi là một người hoàn hảo cả, nhưng là một người xa gia đình, xa nhà thì cái việc duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là tháng nào tôi cũng phải gửi tiền cho mẹ và ngày nào tôi cũng phải gọi điện cho mẹ hỏi thăm. Tháng 10, tôi chúc cho phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng mạnh khỏe để có thể đối mặt được với những thách thức của cuộc sống và có thể chịu được áp lực của gia đình, cả công việc, thậm chí cả trong hay là người yêu của mình. Và tôi cũng chúc phụ nữ Việt Nam luôn luôn xinh đẹp để có thể giành được cái vẻ đẹp đó cho những người thật sự xứng đáng.